Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục review giới thiệu đến anh em một con game là Phi Tiên Kiếm nha anh em. Thì con này là Sewa China nha. Con này thì mình vừa vượt quá cho mấy anh em luôn nha. Thì cái con này á là lúc trước á mình có up rồi nha anh em, mà mình up China. Mình up cái APK China nha anh em. Thì hôm nay mình đã vượt quá cái con này rồi cho nên mình up lên cho mấy anh em chơi ha. Thì cái con này á, thì chỉ có free cho mấy anh em là cái tool Kim Nguyên Bảo thôi nha anh em. Ngoài ra thì không có gì nữa nha anh em. Anh em có thể lấy cái tool Kim Nguyên Bảo thôi. Anh em có thể chơi kiếm nguyên liệu thêm ha. Thì ở đây anh em thấy là Kim Nguyên Bảo của mình là chưa có nha anh em. Đấy, đây chỉ là một con số 0 thôi nha anh em. Thì cái con này á, là mấy anh em lưu ý á, là khi mấy anh em tool á, một là anh em sẽ đi qua cái điểm chuyển tiếp thì kim bảo nó sẽ vào nha, kim bảo nó sẽ vào liền. Còn hai là mấy anh em thoát game vào lại thì kim bảo nó có nha anh em. Để thôi anh em vừa tuôn mà anh em không thấy là anh em cứ báo là liên lỗi đồ các kiểu nha anh em. Cho nên anh em phải xem cái clip là mình nói cái gì thì anh em lưu ý cái chỗ đó thì anh em sẽ tuôn ok nha anh em. Rồi thì ở đây là mình sẽ tiến hành test tool cho mấy anh em ha. Thì tool mình để là cái tool gốc luôn. Rồi thì anh em thấy là mình chỉ mới vừa có VIP 8 và không kim bảo nha anh em. Đây VIP 8 nè ha, không kim bảo ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tool. Thì cái con này là nó cho mấy anh em tool chỉ được có 6 số 9 thôi nha anh em. Ở đây là anh em sẽ gõ tài khoản nha. Thì tài khoản của mình là tài khoản bãi Steam Z nha anh em. Ở đây mình sẽ gõ 6 con số 9, nó chỉ cho phép mấy anh em là 6 con số 9 thôi. Mấy anh em muốn tuân thêm cũng không được nha anh em. Rồi nạp nè, nạp tiền. Đây nó báo thành công nha anh em. Rồi thì anh em sẽ đợi một tí nha, anh em thấy vẫn còn quyết 8 ha. Kim bảo vẫn là 0 nha anh em. Rồi anh em cứ chạy nhiệm vụ. Anh em sẽ đi qua cái điểm chuyển tiếp. Đấy, qua điểm chuyển tiếp anh em thấy không? Lên được quyết 15 rồi nè. Đây, quyết 15 rồi nè, thấy không? Đấy, cái điểm chuyển tiếp là ngay chỗ này nè. Đó. Rồi kim bảo nè, anh em lên 99 dạng nè. Rồi mình đứng đây ha, mình sẽ tuôn tiếp một cái nữa nha anh em. Đây báo thành công nè, thêm một cái nữa nha. Đây quá nhanh, từ từ nha anh em. Đây báo thành công nữa ha. Rồi thì ở đây anh em thấy vẫn còn VIP 15 đúng không? Rồi mình sẽ đi qua điểm chuyển tiếp nè. Đấy lên VIP 17 nha anh em. Đây anh em thấy không, rất là ok luôn. Thì anh em là nên xem cái clip. À, từ từ anh em đừng tua thì anh em sẽ làm được nha anh em. Hoặc là anh em có thể out game đăng nhập lại nha anh em. Để thôi anh em mới có tool một cái anh em đứng đó anh em đợi. Đợi mà đợi nó không có gì vô đâu. Anh em phải làm như vậy nó mới vô liền nha anh em. Từ khi anh em là tool xong anh em chạy nhiệm vụ một tí. Anh em đi qua điểm chuyển tiếp là nó sẽ vào trong game cho mấy anh em nha. Ở đây anh em thấy không, 299 dạng nè. Rồi anh em lưu ý cho mình cái chỗ đó nha. Thì con này mình vượt quá APK thôi. Còn tool thì nó chỉ có kim bảo thôi, cũng không cần thiết mình phải vượt quá nha anh em. Anh em cứ để về chơi ha. Rồi thì phần còn lại thì do mấy anh em chơi nha. Anh em chơi như thế nào thì anh em chơi ha. Rồi tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy cho mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.
whatever you need. Whenever you need my love, need my love. Whenever you need, whenever you need my love, need my love. Whenever you need, whenever you need my love, need my love. Ooh, I'll never let you down. All my life I will.